Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Anh Đức Digital. Trước mặt chúng ta đây là chiếc tai nghe JBL Tune 120. Phiên bản này đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Là vì nó mới được ra mắt cách đây 2 hôm thôi, nhưng mà số lượng người đặt mua đó là rất là khủng khiếp. Và hôm nay đại diện cho Anh Đức Audio thì tôi có mặt tại thành phố Las Vegas ở để tham dự chương trình JBL Fest. Và rất may mắn là những người tham gia chương trình này sẽ được tặng rất là nhiều quà tặng, và trong đó là có cái JBL Tune 120 phiên bản đặc biệt, phiên bản JBL Fest là chỉ có cho những người tham dự chương trình này thôi. Ok, và nói sơ về tính năng này thì đây là một trong những con tai nghe mà nó rất là nhỏ gọn, rất là fit, là mình sẽ gắn vào tai nghe mình rất là giữ rất là chắc. Ngoài ra thì có những cái tính năng rất là hữu ích như là tính năng sạc rất là nhanh. Thì với 15 phút sạc là bạn có thể sạc hơn 1 tiếng, và nếu mà sạc 4 tiếng thì bạn có thể sạc hơn 12 tiếng. Đó tuyệt vời. Ok, chúng ta cùng mở hộp nhé. Wow, đây. Như là nói thì đấy là phiên bản đặc biệt, thì trong này nó có là JBL Fest rất là đẹp tại thành phố Vegas. Ok, và bên trong này nó còn có là những cái bút tai nghe size to và nhỏ tùy theo kích thước của tai của người, và cắm sạc JBL rất đẹp ha. Và đây là cái hộp sạc đẹp quá các bạn. Đây, còn đây là những cái tai nghe thì mình sẽ tai nghe này thì mình sẽ mở nó bỏ lại này, này khi mình bỏ vào nó sẽ hít vào rất là đẹp. Và một cái điều quan trọng là cái giá của này đang bán tại thị trường Việt Nam nó rất là hợp lý, nó tương đương với giá mua bên Mỹ, đó là giá là 2.390.000. Nhưng mà cái điều đặc biệt là khi các bạn mà đặt mua cái này trong thời gian đầu tiên á, thì sẽ được tặng một cái loa JBL Win trị giá của 1.390.000. Tính ra thì cái giá nó còn phải có 1.000.000 à, quá là hấp dẫn. Mà nếu như các bạn không mua trong đợt đầu này thì rất là đáng tiếc. Ok, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Ngoài ra thì còn có những cái sách hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn sử dụng nhanh. Ok, đó là những gì trong một chiếc tai nghe JBL, trong một chiếc tai nghe JBL Tune 120 có. Và tôi sẽ cố gắng làm trải nghiệm về sản phẩm này nhiều hơn để xem thử tính năng nó có gì đặc biệt nha. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip này. Nếu các bạn ủng hộ, các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube tôi nhé.